và các bạn đứng tin nhanh 24/7. Chi tiết Suzuki GSX-8R 2014 cuối cùng cũng đã ra mắt tại Đông Nam Á với mức giá bán cơ điểm là 269 triệu đồng. Sau khi nhìn thấy Suzuki GSX-8R 2014 lần đầu tiên xuất hiện trong cái sự kiện ESMA 2013 diễn ra tại Milan, nước Ý. Lần này đúng như dự đoán của nhiều người, hãng Suzuki cũng đã nhập về bán tại thị trường Thái Lan với mức giá bán khởi điểm là 419.000 bạc Thái, đổi ra tiền Việt nó tương đương khoảng là 269 triệu đồng. Đối với phiên bản Suzuki GSX-8R 2024, đây được coi là cái mẫu siêu xe thể thao cỡ trung, đi kèm với có động cơ mới và có thiết kế đặc biệt điển hình DNA hoàn toàn mới của nhà Suzuki, với những cái đường nét fairing 47, những cái đường nét cắt xảo và thiết kế tinh gọn, nhằm khoe ra được cái bộ máy và phần khung yên thì vẫn giữ được cái nét nguyên sơ. Ngoài ra thân xe còn được thiết kế cái bề mặt là trơn cùng với những họa tiết đồ họa nổi bật và bắt mắt. Trong lúc đó hệ thống chiếu sáng vẫn là đèn LED xung quanh xe. Cái đèn pha lục giác hình viên ngọc đôi được xếp tầng khá đẹp. Trong khi cái đèn xi nhan được thiết kế hình lục giác và phần đèn hậu được thiết kế đẹp mắt, nó hoàn hảo giúp nâng cao nét đẹp dữ dằn với một cái tấm chắn bùn phía trước rất thể thao. Phần yên ngồi là hai tầng, ghi độc nhôm và cái ống xả ngắn 2:1. Trong đó một cái bộ lọc khí thải đạt cái tiêu chuẩn là Euro 5. Ngoài ra chiếc xe còn thiết kế nó phù hợp với tính khi học nó được thử nghiệm trong một cái đường hầm gió, tăng cái sự ổn định ở cái tốc độ cao và giảm cái lực cản gió rất tốt. Trong khi đó cái động cơ là không cơ hai xanh thẳng hàng, dung tích thật là 776cc làm mát bằng nước. Nó có cái trục kiểu là 270 độ với cái trục cân bằng. Lúc này chạy đã đặc biệt chú ý đến cái việc ứng dụng cái buji đánh lửa Iridium để tăng cái hiệu quả đốt cháy hơn, cái bướm ga điện tử và đáp ứng tốt cái độ ổn định ứng dụng trong cái hệ thống cái hộp số 6 cấp với liên hợp chống trượt và xử nhanh 2 chiều. Cái công suất ra được công bố rơi vào khoảng 82,9 lực tại ngưỡng tung máy là 8.500 bậc/phút. Tiếp tục với hệ thống kèo, cái giảm tốc trước là cái phục hành trình ngược Supra SFBB với cái hành trình là 130m. Cái giảm tốc đơn phía sau đến từ Supra có điều chỉnh tại trước. Hệ thống phanh là cặp phanh đĩa trước 310m đi cùng với cặp phanh 4 piston cắn hướng tâm đến từ Nissin. Phía sau có phanh đĩa đơn với cái kẹp phanh piston đơn cũng đến từ Nissin. Xe còn được trang bị cái hệ thống chống bốc cứng phanh ABS Dual Channel. Cái mâm và cái lớp với kích cước lần lượt phía trước là 120/77, trong khi phía sau là 180/557. Với hệ thống cái công nghệ thì nó được đánh giá khá nhiều. Cho dù là một cái màn hình màu TT 5 inch có thể tự động điều chỉnh theo cái chế độ ngày và đêm, có thể dễ dàng đọc được nhiều giá trị khác nhau. Cùng với đó là một hệ thống hỗ trợ lái là hệ thống lái xe thông minh của nhà Suzuki, bao gồm 3 chỗ lái, hệ thống kiểm soát kéo có thể điều chỉnh 3 cấp độ, hệ thống khởi động dễ dàng khởi động động cơ chỉ bằng một cái nút nhấn, hệ thống ngăn xe không bị tắt máy khi chạy ở cái vòng tua thấp. Tại thị trường Thái Lan, Suzuki GSX-8R 2024 được bán ra với 2 gam màu. Cái gam màu đen kim loại Metallic Magnet và một cái gam màu xanh đen Metallic Gibson Blue với mức giá bán khởi điểm rơi vào khoảng là 419.000 bạc Thái. Đổi ra tiền Việt nó tương đương khoảng là 269 triệu đồng. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này. Để tiếp nhớ like, share, subscribe.